chiến dịch tiêm chủng toàn dân. Một chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay đang được triển khai trên toàn quốc với mục tiêu tiêm 150 triệu liều vaccine cho khoảng 75 triệu dân. Người dân có nhu cầu được tiêm cần đăng ký qua hệ thống y tế địa phương hoặc sổ sức khỏe điện tử. Tiêm vaccine góp phần kiềm chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và đưa đất nước trở lại bình thường. Thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc.